thấy sảy rồi. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay thì cha con mình thì không có đi săn bắt rồi cả nhà. Bữa nay do là mấy đứa em nó có việc bận của nó, rồi mình thì giờ này thì cũng trễ rồi, tối rồi, chạy với vô trống tranh thủ đi chắc không kịp, cho nên hai cha con mình ở nhà làm món ăn, làm một vài món ăn, làm một món ăn thôi, đừng có dài đâu cái nha, làm một món ăn để chia sẻ với cả nhà mình, đó là bữa cơm với gia đình mình mỗi ngày thì như thế nào, thì cùng chia sẻ với cả nhà mình. Cả nhà mình có coi có xem thì đóng góp ý kiến với cha con mình như cả nhà, và cả nhà có thương cha con mình thì cả nhà cho cha con mình một like, đăng ký kênh để cha con mình có nhiều cái động lực để mà tìm nhiều cái video để chia sẻ với cả nhà mình nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình nghe. Thôi bây giờ cả nhà mình cùng theo cha con mình để coi bữa nay cha con mình nấu một món gì để chia sẻ với cả nhà mình nha. Thì ở đây á, cha con mình có sử dụng là một cái nồi này cả nhà, cái nồi này gọn gọn vừa đủ gia đình mình ăn thôi. Thì ở đây mình có chuẩn bị là tỏi băm, là nửa trái khóm và rau á cả nhà. Thì cả nhà biết giờ nhìn rau này là biết là cha con mình nấu cái món gì rồi phải không? Đây, bên cả nhà thấy rồi, bữa nay ở đây là có bông điên điển nè, là đậu rồng, cà chua và thêm giá nè cả nhà. Giờ ở đây có rau ngò gai và rau quế. Thì ở bên đây món chính liệu chính của mình bữa nay là con cá hú nè cả nhà. Ở đây nay mình sử dụng là con cá hú. Con cá hú này là khoảng tầm khoảng 700 gram ký à. Cho nên cả nhà mình nhìn tổng thể những cái món này thì là biết là cha con mình là bữa nay là chuẩn bị là làm cái món gì rồi phải không? Thôi bây giờ cha con mình sẽ nấu ra như thế nào thì cả nhà mình cùng đón xem nha. Bắt lửa lên cái này. Đây là tỏi băm. Mình khử mùi cái cá cả nhà. Đây là con cá hú này là bà xã mình mới mua là khoảng tầm ký yếu một chút xíu nha cả nhà, cho nên cha con mình để khử mùi đó. Thì bữa nay là cha con mình nấu là bằng nấu canh chua. Đây cả nhà, mình sẽ chở cá nhẹ nhẹ ra thôi. Đây để cho mình khử mùi tanh của cá đó. Tỏi. Ở đây mình khử mùi tỏi rồi nè cả nhà. Khử mùi cho nó đây. Khử mùi cho cá cho nó bớt mùi tanh của cá thì mình sử dụng nước vô. Cái này gọi là gì ta? Cô lấy. Cái đầu heo. Đây. Cả nhà. Mình thì mình để khóm vô với cà chua, cá thì mình đây mới gấp ra ngoài cả nhà. Rồi mình coi chỉnh lửa cho nó lớn chút xíu. Cá thì mình gấp ra ngoài để cho nó khỏi nhừ, hơi nó bể cả nhà. Thì cà chua mình để vô đây, mình để vô cho cà chua nó tan ra, nó có cái vị ngọt hay cả nhà. Đây để mình nêm thử trước, sơ trước coi. Nãy mình cháy tỏi thì nó hơi khét, không có chuyên nghiệp lắm rồi cả nhà. Mỗi cô chú, mỗi anh em, mỗi vùng miền khác nhau á, thì cái cách thức nấu khác nhau. Còn mình á thì mình để cà chua, để khóm vô, nó có cái vị ngọt trước. Sau đó cái mình để đậu rồng. Đây cả nhà, đậu rồng trước. Nè. Đây đậu rồng trước đây cả nhà.
nãy mình để đậu, mình để khóm, mình để cà chua. Bây giờ là mình tiếp tục mình để hai cái vị này, cái hai cái gà lộ rau này nữa nha cả nhà, mình để giá trước. Được rồi. Đây. Để giá trước. Rồi, để đâm điểm điểm vô luôn. Cái nồi canh này thịt cá thì nó ít rồi cả nhà. Rau thì quá trời rau luôn rồi. Rau thì lúc luôn. Tại vì gia đình mình thì lại thích ăn rau cả nhà. Ăn thì bà xã mình đã nhắc tồn á, nó ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều, thì hầu như cả nhà thấy bữa nay đây do lý do là mình không có đi săn bắt được, là do là cái công việc của mình á, cái nó cũng thời gian đây sắp Tết rồi nó sẽ nhiều lên cả nhà. Mấy phần ăn mình đi săn bắt hoài ấy, thì cả nhà coi giết thì cũng chán. Cho nên anh em mình nói mà nó sặc nước bọt luôn. Đi bắt đi săn bắt hoài thì cả nhà cũng chán, thì sắp tới thì mình sẽ thử làm vài cái vài làm về ẩm thực. Cả nhà mình có thấy những bộ mà thích mình làm ẩm thực thì cả nhà bình luận ở bên dưới nha cả nhà, cho mình một like bình luận bên dưới, mình sẽ làm ẩm thực cho cả nhà mình xem. Bữa nay thì cái món canh chua được. Cả nhà biết cameraman là ai không? Con gái mình là cái nhà ga làm làm cameraman nè. Cầm cho ba đi con, cầm ca làm cameraman chưa trơn rồi ba phải trả tiền công rồi. Cả nhà thấy đó. Con gái rồi thấy không? Chưa gì trơn, con gái là tiền công rồi. Quýt. Đây, hấp dẫn rồi cả nhà. Đây. Mình nói quýt là cái gì không biết, mà con gái mình nó nói là mình nói sai rồi đó cả nhà. Nhà mình thì mình dọn cơm xuống đây rồi. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Mâm cơm của gia đình mình. Đây, cái tô canh chua của mình nấu. Cái dĩa bên đó thì mình để hơi mình gấp ra bên đó cả nhà. Còn ở đây thì cả nhà thấy nè, chén muối ớt của con gái mình đầm. Thì ở đây có chén nước mắm nữa. Cái con gái mình thì nó hồi chiều là nó ăn vặt rồi cả nhà, cho nên nó không có ăn cơm. Cho nên bữa nay là chỉ có gia đình mình có ba người ăn nè. Ăn dùng bữa cơm thôi, mời cả nhà. Con mình, gia đình mình thì bữa cơm chỉ đơn giản này cả nhà thấy đó, ở dưới quê này không được lựa chọn nhiều đâu, có được một tô canh chua như vậy, thêm chén nước mắm thì nó cũng hết một bữa cơm một ngày rồi cả nhà, nó cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên nhà mình đó thì cả nhà thấy đó, môi trường xung quanh đó thì cả nhà thấy cũng thông cảm cho mình nha, nó cũng không, nó còn bề bộn nhiều quá. Nó cũng không biết nói làm sao cho cả nhà mình thông cảm. Thôi nói chung là cả nhà mình thông cảm cho gia đình mình nha. Bữa nhà thì còn bề bộn bê bối quá, cũng chưa có cái gì gọi là tươm tất để mà, cho nên mình rất là hạn chế để mà quay trong nhà của mình. Mình ngại, rất là ngại, cho nên bữa nay mình mạo muội mình làm bữa cơm để mời gia đình mình ở tại nhà mình. Do bữa nay là mình không có thời gian, cho nên mình làm ẩm thực ở tại nhà, bữa cơm chia sẻ với cả nhà mình. Mời cả nhà nha, đây miếng cá nè, ăn cơm cùng gia đình mình nha cả nhà. Thì bữa cơm gia đình mình á, thì mình thì ăn xong rồi, còn Khoa á cả nhà thì nó còn ăn tí xíu nữa là xong. Cho nên bữa nay thì cha con mình, gia đình mình thì chia sẻ chia sẻ bữa ăn như vậy thôi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và ủng hộ cha con mình kênh của Trâm Khoa Vlog trong thời gian vừa qua nha cả nhà. Cả nhà mình thì có đóng góp ý kiến cho cha con cho kênh Trâm Khoa Vlog, cả nhà bình luận ở bên dưới giùm cả nhà. Mình rất là mong được tất cả mọi người, cô chú anh chị các bạn đóng góp ý kiến mình để mình quay những được những cái video hay, để điều chỉnh lại từ từ. Mình đang làm ẩm thực thì mới quá, cái kênh này mới quá cả nhà, bắt đầu làm mới cũng hơi ngại ngại, cũng hơi bỡ ngỡ rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha, bye bye cả nhà, bye bye nhiều.